Căng, vợ chồng bà Nhân Vlog, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đấu tố nhau. Kẻ hám view, người không có ý đức, ai đúng, ai sai. Nó gây hoang mang là ở mức độ bạn nói là 12 tiếng là có tác dụng với trong 12 tiếng. Nếu mà 12 tiếng qua đi á, trứng nó sẽ tự rụng ra ngoài. Và đến ngày hôm nay thì bạn nói 36 tiếng, thì bây giờ qua ngày mai không biết lấy trứng. Có nghĩa là mình kích trứng, sau mình chích rụng trứng. Có nghĩa là cái lúc mình chích rụng trứng thì ai cũng 36 tiếng đồng hồ sau mình sẽ lấy trứng. Mới đây, trong một clip được vợ chồng bà Nhân đăng tải kể về hành trình về Việt Nam tìm con. Qua đó, vợ chồng bà Nhân đã có những chia sẻ về khó khăn khi tìm con tại Việt Nam. Sự việc sẽ không có gì gây tranh cãi khi trong clip, vợ chồng bà Nhân đã không chỉ trích một vị bác sĩ làm việc tắc trách và gây khó dễ trong suốt quá trình vợ chồng bà Nhân khám chữa bệnh. Hôm qua anh nói với em á, là hôm nay chỉ có lên làm lịch thôi, chứ không có phải đi hút trứng nữa. Mà bây giờ em làm lịch đi rồi á, qua ngày hôm mai á, em mới hút trứng thì nhớ mới nói là bác là bác sĩ. Mọi chi tiết á, là bác phải chỉnh chu, rõ ràng. Bây giờ bác nói hôm qua bác nói một đường, hôm nay lại nó lại đi một nẻo. Bà Nhân đã một mực khẳng định vị bác sĩ này đã làm việc không có tâm và trách nhiệm, không có sự cảm thông với những người phụ nữ hiếm muộn, khó có con, buộc cô phải tìm vị bác sĩ khác và tiếp tục hành trình tìm con của mình. Không thể nào mà mình cùng đồng hành với một người bác sĩ mà đã từng hai lần làm mình buồn, cái tâm đức của bác không có dành cho mình. Dù không chỉ đích danh vị bác sĩ đó là ai, nhưng qua những tín hiệu và lời nói từ bà Nhân thì cộng đồng mạng cũng suy đoán ra được đó là bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Không để cư dân mạng phải đoán già đoán non, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã lập tức lên tiếng và đáp trả lại những lời cáo buộc của vợ chồng bà Nhân. Mình có mới nghe một cái video nói với mình, có nghĩa là mình kích trứng, sau mình chích rụng trứng. Có nghĩa là cái lúc mình chích rụng trứng thì ai cũng 36 tiếng đồng hồ sau mình sẽ lấy trứng. Thì bác nói với Nhân á là đúng 12 tiếng thôi, và thì hoặc là 1 tiếng hay là nhiêu đó thì trứng sẽ rụng. Nên có những người rất là không có hiểu biết, ha, tự động nói là chích thuốc xong 12 tiếng đồng hồ sau đi vô đòi hút trứng. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu bà Nhân đến lấy trứng, nên ít nhiều bà Nhân cũng phải hiểu được quy trình lấy trứng như thế nào. Mình mới dặn hồi tối chích thuốc rụng trứng, sáng vô là ai cũng phải đi làm hồ sơ trước một ngày để ngày hôm sau mình lấy trứng. Cái tự động sáng ngày hôm sau vô làm hồ sơ đùng 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 kêu đi lấy trứng. Ủa, mà đâu phải mình lấy trứng một lần đâu, là đã lấy một lần rồi nghe, có nghĩa là anh lấy trứng cho bạn đó một lần rồi. Khi khám, bác sĩ Thịnh đã chẩn đoán ca của vợ chồng bà Nhân là một ca nặng đô và phải kiên trì thì mới có kết quả tốt được. Có nghĩa là bạn đó AMH rất là thấp, có 0,3 thôi em hiểu không, rất là ít luôn. Sau khi nghe được tin, vợ chồng bà Nhân đã đưa ra một offer sẽ quảng cáo miễn phí cho bệnh viện của bác sĩ nếu như giúp vợ chồng bà có con thành công. Cái bạn này cũng từ đầu lại cũng deal với anh, có nghĩa là deal với anh nói là bây giờ anh làm đi rồi bạn này sẽ quảng cáo cho anh này kia thì anh làm miễn phí cho bạn này tiền này kia. Anh nói không, cái trường hợp này rất là khó, nếu mà em có duyên được làm với anh á, anh làm với em á thì anh làm cố gắng thôi, anh sẽ làm hết sức để mà cái gì mà miễn phí được anh sẽ miễn phí hết để cùng đồng hành cho em để em có con. Còn cái chuyện em quảng cáo hay không quảng cáo đó anh không có quan tâm. Bên cạnh đó, bác sĩ Thịnh còn nói thêm, bà Nhân đã không tuân thủ quy trình khám chữa bệnh và luôn làm ngược lời dặn của bác sĩ. Cái bạn này tối ngày không có tập trung, em biết nguyên chu kỳ kích trứng luôn, đi có 1 lần nè, nõn lớn làm sao anh cũng không theo dõi nổi luôn. Tối ngày cứ điện, ơi bác, bữa nay em quay em không đi được. Chích thuốc cũng kêu chích thuốc cuối cùng để mình dặn mũi thuốc cuối cùng, chích thuốc rụng trứng để mình coi trứng nó đủ trưởng thành hay chưa để mình cho rụng trứng, cũng không đi luôn. Nói mất đi ăn tiệc rồi. Em coi, cái chuyện ăn tiệc còn quan trọng hơn con mình nữa, làm sao mà đi làm được. Từ đó bác sĩ đã dấy lên hoài nghi và đối chất lại với bà Nhân. Liệu rằng bà Nhân có thật sự muốn có con hay không, khi trong mọi clip đều khóc lóc, kể lể mong muốn có con, nhưng hành động thì luôn đi ngược với những lời nói đó. Rất là diễn, nghĩa là chích mũi thuốc, mấy em đây có ai chích thuốc rụng trứng chưa? Ai cũng chích thuốc rụng trứng rồi, em thấy có ai mà chích vô mà lăn lộn mà đau mà như đập đầu không? Những mũi tiêm trong người Nhân, 8 hôm nay đau đớn, mệt mỏi, stress. Vậy mà diễn ra được luôn. Sau clip phân trần được bác sĩ Thịnh đăng tải, cộng đồng mạng đồng loạt quay lưng và chỉ trích gay gắt đối với vợ chồng nữ YouTuber triệu view. Từ đó, cộng đồng mạng đã đặt ra giả thuyết rằng việc lấy con ra để khóc lóc, kể lể của bà Nhân chỉ phục vụ cho mục đích làm nội dung, câu view rẻ tiền của mình. Mình tập trung mình làm cho có con đi, cái đó là cái mà mình cần. Cái này mình lấy cái chuyện con cái mình ra mình làm chuyện thương mại, mình bắt đầu mình làm cái này kia để mình thu hút công chúng, để mình quảng cáo này kia. Hiện tại, sự việc đang trở nên rầm rộ và gây nhiều tranh cãi. Song bà Nhân vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi và vẫn giữ động thái im lặng.